Chào em. Chào ông chủ. Công việc lâu nay tôi giao cho em á, như thế nào rồi? Dạ, mọi thứ đang tiến hành rất tốt. Em nghĩ là không lâu nữa đâu, ông chủ sẽ thu hoạch được kết quả như ý muốn. Em nói thử xem, đã làm được những gì rồi? Dạ, cậu quý tử của ông chủ đang mê đắm một con nhỏ ca sĩ. Và hơn thế nữa là cậu ta bắt đầu nghiện thuốc phiện. Ông chủ thấy thế nào? Vậy thì tốt lắm, làm việc tốt lắm. Nhưng mà tôi muốn em phải làm cho nó thiệt điên loạn. Bởi vì tôi đã chờ đợi lâu lắm rồi. Dạ, em sẽ cố gắng. Nhưng mà ông chủ hứa gì với em á thì phải giữ lời. Tất nhiên, tôi là ba hậu thuốc mà. Em không tin tôi sao? Dạ, em tin. Em tin chứ. Em chỉ buộc miệng nhắc thôi mà. Vậy thì khi nào tôi tống khứ cái thằng ôn dịch đó ra khỏi cuộc đời của tôi, tôi sẽ thực hiện lời hứa của tôi đối với em. Tôi sẽ thưởng thêm cho em chứ không phải bao nhiêu đó đâu. Dạ, cảm ơn ông chủ. Em sẽ cố gắng. Nhưng mà cho em tò mò một chút. Không biết là tại sao ông chủ lại ghét con trai của mình như vậy? Con trai à? Nó chỉ là một cái gai cắm vào tim tôi thôi. Còn mẹ nó thì muốn biến tôi thành cả cưỡng nuôi tôi hú. Chứ còn gì cái gì. Cậu hai ơi, cô hai trở dạ rồi. Ông hội đồng sai con gọi cậu vô gấp. Cái gì? Trở dạ sớm vậy sao? Dạ. Thôi được rồi, mày vô trước đi. Dạ. Ủa, sao vợ mày sinh sớm vậy? Tao nhớ mày với vợ mày mới cưới nhau được 7 tháng mà. Sao bây giờ lại trở dạ? Không lẽ cô ta sinh non? Có phải sinh non không, hay lại là sinh con của người khác? Trước tao nghe nói con vợ mày ăn chơi vàng trời lắm nha Tức. Cũng có thể lắm đó mày. Trước mày, tao nghe nói cô ta quen thằng nào làm việc ở trên quận á. Ông hội đồng bắt thằng đó cưới cô ta. Nhưng mà thằng đó nó chạy mất tiêu, vì nó có gia đình rồi. Khéo chứ, cà cuốn mà nuôi tô hú là nhục lắm nha mày. Nghe mày. Dạ con mời ông. Sao đây bà? Dạ con chúc mừng cậu chủ, cậu đã có một quý tử rồi đó. Vậy thì tốt quá. Dạ. Cảm ơn bà. Sao rồi, thằng bé nó khỏe không? Dạ, thằng nhỏ rất là khỏe, rất là cứng cáp. Coi bộ nó nặng hơn 3 kg chứ chẳng chơi. Con chúc mừng ông hội đồng, chúc mừng cậu chủ. Ủa bà, thằng bé sanh non gần 2 tháng mà bà. Cái gì mà sanh non? Thằng nhỏ nó sanh đủ ngày đủ tháng, không chậm không trễ. Tôi làm cái nghề này mấy chục năm rồi mà, tôi không biết sao. Thôi cậu hai ráng đi, lo bà làm tiệc đặng đãi mọi người nghe. Bà nhiều chuyện quá, bà theo tôi ra đây để lấy tiền đi về. Khoan đã, để tôi còn vô tắm rửa cho em bé nữa chứ. Bà khỏi lo chuyện đó, ở đây có người lo rồi. Dạ. Ra đây. Dạ, tôi chào cậu chủ tôi đi. Chào bà. Dạ. Có phải sinh non không, hay lại là sinh con của người khác? Khéo chứ, cà cuốn mà nuôi tô hú là nhục lắm nha mày. Nghe mày. Đây, tiền công của bà đây. Sao nhiều dữ vậy ông hội đồng? Đây không chỉ là tiền công, mà tiền để bà chuyển nhà đi nơi khác nữa. Là sao? Tôi không hiểu gì hết trơn á. Gia đình bà phải chuyển đi nơi khác sinh sống, mà phải nhớ phải đi thật xa nơi này nha, và tuyệt đối không cho ai biết. Nhưng mà tại sao tôi phải làm vậy hả ông hội đồng? Không có nhân nhị cái gì hết đó. Ngày mai bà phải đi ngay cho tôi. Nếu cãi lời á, tai họa ập đến gia đình bà đừng có trách. Bà hiểu chưa? Ông hội đồng ơi,
Tôi đâu có làm gì nên tội đâu, mà sao ông hội đồng đối xử với tôi như vậy? Bà không có làm gì, nhưng biết quá nhiều chuyện, những cái chuyện bà không nên biết. Đi lẹ đi. Dạ, thưa ông hội đồng tôi đi. Nhưng mà thôi, em cũng không nên biết nhiều về chuyện này đâu. Thôi được rồi, em về đi. Nhưng nhớ, khi đến gặp tôi, em phải giữ bí mật, đừng để người ta phát hiện đó, kẻo hỏng việc hết. Dạ, em biết rồi. Chào ông chủ, em về.